thường thường mình làm nhiều quá, mình cố tình mình thấy khách nhiều quá mình làm nhiều lên thì đồ ăn và tất cả đồ ăn nó bị loạn. Tại vì thường thường em pha nước tắc đi 4 kg tắc, mà bữa nay nhiều quá em pha thành 5 kg, thì số lượng em bỏ 4 kg tắc nó đã quen thuộc rồi, còn chuyển qua thành 5 kg tắc thì nó chưa có điều tay. Tự nhiên quay tay mà không điều thì sao nó ra hàng được. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Na nha. Hôm nay á thì Na đã chuẩn bị sẵn sàng để mà đi ăn bánh tráng hot hòn hòt của Sài Gòn. Đó là bánh tráng gì mọi người? À, bánh tráng Diva Cát Thi nha. À, Na nghe đồn mới là rất là ngon luôn, thì rất là xuất sắc, cho nên là Na phải đi ăn thử mấy đồ. Bây giờ thì Na sẽ qua rước bạn của Na đi bon chen qua tận quận 7 để mà ăn bánh tráng của chị Cát Thi nha. Xin mời mọi người cùng đi với Na ha. Na đang đứng trước nhà bạn Na nè. Bây giờ Na sẽ đợi bạn Na ra rồi hai đứa đi cùng á mọi người. Gần gần đây là người ta chỉ cho á, chứ tại vì nghe đâu giờ tới giờ lui nữa.
cũng lần đầu tiên luôn mày. Hỏi. Hai con lúa này. Ở đây mới có 47, ở đây 42 ta, ở đây 44. Bên đây số chẵn, bên đây số lẻ. Chưa tới đâu, chưa tới đâu. 49. Hai bạn trẻ đang mò số. Đang mò địa điểm. 65 mới có 65. Ủa? Lẽ đi ngồi xuống hay là sao vậy? Nó đang đi lên đó, 74 nè. Được không vợ? Xuống đi bộ đi. Thôi, xuống đi bộ thì thôi đi qua luôn đi. Sai rồi đó. Sai hả? Qua bên kia là qua đường khác rồi. Vậy thôi vậy thôi. Ủa mà cũng chừng xuân soạn kìa, chín mấy hả? Hãy hỏi 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 người ta, hỏi người ta xuống. Chạy đi, chạy đi. Ông anh giữ xe, mình nói là được thấy chị Cát Thi bằng da bằng thịt rồi, ổng phán cho mình câu, ổng nhìn ổng chán muốn chết. Rồi Cát Thi bả nghe câu này bả đuổi việc ông nè. Ông bảo vệ này nè chị Cát Thi. Ổng nói nhìn mặt chị chán muốn chết nè chị Cát Thi. Thấy mỗi ngày luôn mà. Trời ơi má ơi, khung cảnh này bán bánh chán hả trời. Tin được không? Lại đi chị Béo không? Trời ơi, bây giờ đứng xếp hàng tuốt ở dưới nè bà, tôi đợi bà đó bà. Ừ, mày đi vô xếp hàng. Không có, tao sợ mày lạc, hiểu không? Nghĩ sao? Trời ơi, cái hàng dài lắm, nhưng mà cho tao lên, tao qua chị Cát Thi xíu nha. Dùm nha mày. Ok, để Cát Thi uống thử coi. Không có quá cháu gì nha, cho nên không cần phải đọc tước gì hết, tặng tấm lòng thôi. Ok, cho có sức, cho có sức dở dò nè. Mẹ, anh kêu mẹ dở dò kìa mẹ. Anh kêu mẹ dở dò kìa. Để chui vô cái tầm nước con. Người ngu quá còn lá làng nữa. Cái thằng bị đê bệnh quả. Đây công chúa ơi. Cảm ơn, rất là ngon nha. Ngon chứ. Đó là hả? Cảm ơn em. Ê, xin lỗi anh. Có cô bé này chỉ lùng ra được 10.000 rồi đấy phần. Đây hai phần luôn. Ừ. 4 phần. Rồi, giữ đi. Đến lượt anh rồi đó. Cục vàng. Có gì nói không? À. Bánh tráng 10 ngàn mà sao? Cái đầu này chiêu cà là sướng lắm nè. Cây mắt á. Chị ơi, một phần cho em đi chị. Chị hai phần của con đây. Rồi, chú gửi tiền con. Anh cứ qua một phần vậy. Ừ. Em một phần chứ. Một phần. Sáu phần mình sẽ được hai phần nha. Em phải đi bốn lần đó. Bây giờ luôn nha. Đi mua bánh tráng đi, chàng này đi mình muốn kinh gì đó, yên tâm đi. Đúng rồi, lấy bên đây rồi. Đây có cô nè. Đừng có hoang mang và bất ngờ nghe. Đến ai mà đến với Cát Thi đều là bất ngờ. Hết hả? Em phần với em cơm. Chị trai. Em gái. Em phần đi. Qua lại đi. Anh lại đứng đợi. Em phần đi ở đâu đưa tiền không? Đợi nữa.
Ủa chị, chị có sợ là vì vấn đề là em không bán cho mọi người hay là sao nó bán ít rồi sao nó lại bán nhiều rồi sao nó lại bán ít, mình nhiều nó không bán để bán ít làm sao? Thì cái đó nếu mà nhiều không bán mà lại bán ít, cái đó là một cái vấn đề. Nếu mà bán nhiều, bán cho người ta nhiều, bán cho người ta ít thì chị bán cho người số lượng nhiều, không bán cho số lượng ít là cái chuyện đó cũng là rất là bình thường. Còn cái chuyện mà bán số lượng ít chứ không bán số lượng nhiều, cái đó mới là đặc biệt, đó mới là vui vẻ. Ừ, cho nên mọi người biết không, thay vì á em để thường thường ra một mẻ bánh thì em để được chừng 20 bịch hoặc là 30 bịch là cao, ví dụ là 10 bịch 15 bịch cũng có. Anh mua 10 bịch em bán cho anh hết 10 bịch thì vị chi em còn 20 bịch, tới em này bán 5 bịch, rồi tới em kia bán 5 bịch nữa là 20 bịch, em sau 10 bịch thì mới đi bán được 4 người. Thì toàn ở dưới đều phải đứng đợi đó. Còn nếu mà em chia ra điều ra hai người em bán được 15 người, 2 người 1 bịch, hay là 2 bịch 1 người thì được 15 người, thì số lượng mà đợi em nó sẽ nhanh hơn, nó không phải đứng đợi đâu lâu nữa. Cho nên em muốn như vậy cho nên một người mới rờ, có nhiều người á ta lại đem tới đứng đợi mà em bán cho người ta có 2 bịch 1 bịch ta về ta chửi em á, đứng đợi cái tiếng hồ cuối cùng cũng được 1 bịch 2 bịch. Nhưng mà em đã thông báo rồi, tại vì số lượng ra nó chỉ có quy, tại vì anh biết sao không, thường thường mình làm nhiều quá, mình cố tình mình thấy khách nhiều quá mình làm nhiều lên thì đồ ăn và tất cả đồ ăn nó bị loạn. Tại vì thường thường em pha nước tắc đi 4 ký tắc, mà bữa nay nhiều quá em pha thành 5 ký, thì số lượng em bỏ 4 ký tắc nó đã quen thuộc rồi, còn chuyển qua thành 5 ký tắc thì nó chưa có điều tay, tự nhiên quay tay mà không điều thì sao nó ra hàng được. Cái đó là thương dễ sợ luôn. Bởi vì cho nên mình phải nói cho rõ và thật sự là không có mua cái nón đẹp không phải thôi. Ừ. Để chụp hình không có. Không luôn, không có nhiều luôn. Em còn nếu mà em muốn trở lại giống như người thường thì em phải đứng đợi. Em đợi thì em 70 lần thì em phải làm đậu 35 lần, một lần 2 bịch thì em phải đánh vòng tới 35 lần, mà một lần như vậy vị chi ra hơn nửa tiếng, cho nửa tiếng đi thì vị chi 35 lần thì 10 lần vị chi 5 tiếng, 15 tiếng vị chi ra 13 tiếng tổng thể như dân cái mùng ngủ đây. Vậy đứng đây họ vui hay thịt được không đẹp? Biết sao không, chị không có nhận đặt hàng nữa cho nên chị đâu nghe điện thoại đâu. Chị nghe điện thoại mấy đứa mà không có tội nghiệp mấy đứa lắm. Cho nên chị không, chị trong thời gian này chị chưa có nhận hàng qua online hoặc là đặt hàng trước. Có nhiều người nè, đặt hàng trước mình nhận đã đời rồi. Người ta bưng ra một đống hàng, có ngoài đây ủa sao người kêu một đống hàng tôi không có, có 2 bịch vậy. Người ta thắc mắc. Nhưng mà thật sự các thi chỉ là muốn phục vụ cho mọi người ở đây nè, tội nghiệp nè. Ở đây là tội nghiệp nhất, thương mọi người đứng đây nhiều nhất. Vì sao mọi người đứng đây mọi người mà các thi thương nhiều nhất không? Tại vì mọi người đứng nắng, các thi cũng đứng với mọi người. Còn ở trong á, ở đâu tự nhiên lọt tọt vô lấy 5 bịch ra, thẻ người không? Lọt tọt vô lấy 5, 10 bịch. Bán mà 11 mà tôi hết thời đó, mua 1 bịch còn. Nói thiệt 1 bịch, mua 100 bịch tôi năn nỉ từ cha từ mẹ để bán được 1 bịch. Còn nếu mà đã hết thời, còn bán 1 bịch còn không có nữa. Nhiều người nói là giữ bãi đậu xe này để chuộc lợi. Mọi người nhìn đi, giữ xe này hợp lý hay không hợp lý? Hợp lý. Nó phải hợp lý. Nó phải nhìn vừa mắt người ta mới chui vô người ta gửi. Còn nhiều người ta đang nghĩ ta đi liền thì người ta không cần phải gửi. Hiểu không? Mà người ta đi một mình mà đi liền cũng phải gửi, vì để gửi để đứng sắp hàng. Và song song vào đó mọi người lưu ý, người ta giữ xe nếu mà mất người ta đợi. Còn nếu mà mình để coi mình ra giao sắp hàng lại mất xe, vừa thiệt cho các đồng, vừa thiệt cho mọi người mà vừa có vấn đề của các thi. Tại sao? Do mày người ta mới bị mất xe rồi lên chính quyền người ta kêu khui người này khui người kia ra rồi đồng nghiệp tôi không? Cho nên tôi muốn giữ xe. Với lại xã hội bây giờ 3.000 nó không có đáng bao nhiêu, không lẽ mọi người tiếc rẻ 3.000? Mà đặc biệt ở đây là toàn bộ chủ giữ xe không có phải là tôi ăn tiền. Tất cả mọi người đang đứng đây là đều là mọi người được cái anh chủ đất á, anh thương, anh cho vô, anh bán cho bán ké. Chứ thật sự anh không có lấy lợi nhuận từ cái miếng đất này. Anh chỉ bán cà phê của anh thôi. Anh lại anh em bà con gì chứ với lại người bán đất, người chủ đất này nè. Và song song vào đó các thi cũng là người chỉ bán ké thôi mà được yêu mến. Tại vì các thi muốn mọi người vô đây mọi người cùng nhau bán để làm gì mọi người biết không? Để cho
có đồ, nhiều đồ ăn để mọi người vô đây mọi người lựa chọn. Thay vì đứng đợi bánh tráng rất là lâu và mệt, mọi người qua đây, ví dụ mọi người có bạn phải không, cho bạn đi đứng đây đợi, mọi người ra bên ăn cá viên chiên, gỏi cuốn, khoai lấu, ốc, ví dụ là như vậy. Những cái món đó đó, nó đủ thứ để lựa chọn. Và điều đặc biệt nữa, mọi người đang trợ giúp cho những anh này giống như là bị thất nghiệp trong mùa dịch vừa qua. Ừ, giống như là những cái công việc của anh chưa ổn định. Với lại những người lao động thường thường là người ta ăn học á, không được nhiều. Chính các thi cũng là người lao động và các thi cũng không ăn học được nhiều. Cho nên các thi hiểu được vấn đề của gia đình người ta. Cho nên bây giờ mình vô mình đưa 3.000 cho người ta cũng như là mình đang hỗ trợ. Nói từ mà giúp đỡ thì nặng quá, hỗ trợ cho người ta để cho người ta có một cái kinh phí nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ để người ta trang trải cho cuộc sống. Đó là mình cùng tạo một ít phước, nó nhỏ nhưng mà nó đặc biệt ghê gớm. Và mọi người ủng hộ người xung quanh cũng như mọi người đang tạo phước, vì họ phải cần tiền họ mới buôn bán. Ví dụ anh không cần tiền thì anh, nếu mà anh không có lao động, anh không có giống như mà anh đã giàu á, anh đã có tiền thì anh đâu có cực khổ gì ra chứ, đứng giống em ngồi nắng hay đúng không chứ. Mọi người phải lưu ý về vấn đề đó. Còn trước khi mọi người nói gì thì mọi người hãy tìm hiểu sâu về vấn đề đó, thay vì mọi người đứng đây khui móc dặn khoan kiếm lỗ để thọ, thì mọi người hãy tìm hiểu về vấn đề và tìm hiểu những cái câu chuyện cho nó đặc biệt nhiều hơn. Đó là cái cách mà các thi muốn chia sẻ với mọi người là như vậy. Bỏ tay bỏ tay cho chị tôi, chị dễ thương dễ sợ. Cái tấu cưng mọi người ơi, mọi người thấy cái chỗ nào mà bán bánh tráng hoặc hành tráng lệ như vậy bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên mình thấy luôn á. Ăn không? Cho ăn rồi. Đó. Đó. Nhiên là cái mùi ấu đó, đó. Quê rồi. Bụi tan mà áo hồng nè, bụi tan cười lên đi chụp hình cho bụi tan. Chuẩn bị tới lượt buổi tan tôi mua rồi. Ở bên đây chị Cát Thi bán bánh tráng thì ở gần ngay trong cái khu đất này luôn thì có bán nhiều loại đồ ăn đó mọi người, cá viên chiên các thứ rồi gỏi cuốn nữa. Chút nữa thì sẽ rủ buổi tan để mà ăn mấy món này nha. Không biết buổi tan có ăn không. Thì ở đây cũng có chị này bán khoai lấu nữa nè. Ở bên đây thì bán nước. Bán nước giải khát nha mọi người, chứ không phải bán nước kia nha. Mình đang đợi bạn của mình mua được thì hai đứa sẽ ra thưởng thức tại chỗ luôn, review cho mọi người xem. Mà chưa có tới lượt cái bà mà áo hồng á. Quay rung tay lắm nha con. Rồi chị Cát Thi bưng ra bánh tráng rồi nè. Bụi tan khát nước quá, cần phải nạp nước mới đứng được, không thể nó xỉu. Con vịt không thể thiếu nước được. Bà chị Cát Thi bắt đầu mua chung cư ở đây nè mọi người. Bà nói bà mua biệt thự đã, giờ bắt đầu mua chung cư nữa. Thôi không sao đâu nè, mua mấy phần. Thôi để lần sau đi có chúng ta mình tới mình lên đẩy. Ủa tội nghiệp quá chán tôi vậy. Hôm bữa ăn lừng ngán phải không? Ăn lừng tởn phải không? Có gì đâu chờ. Dở quá. Làm như không có. Đi khác đi. Giờ bán cho mọi người trước đi. Trời ơi, đem đường thuốc nốt tự dưới bánh nước lên tội nghiệp ghê không? Ok. Chị cứ vô phần cho em đưa cho anh nè.
chụp đứng thì chụp ở đây, chụp nằm chụp ánh sáng nằm. Đi đâu rồi? Ủa cái biểu tượng. Đâu rồi? Cái biểu tượng. Biểu tượng á. Vậy thích mày con gương cái biểu tượng là vậy á. Tâm lắm à. Đây của em đây, em nói cho chị 40 đi. Chụp 15 chứ nữa tao phải chụp biểu tượng nó mới đẹp. Mọi người có tiền lẻ mang ơn giùm nha mọi người. 60 bình dân nha mấy em, 60 bình dân. Má 1/30 không bình dân má. 1/30 là mắc rồi. Không có gì bình dân ở đây chứ. Mẹ bán mắc đứa gì mẹ? Mẹ bán mắc để mẹ có tiền cho con đập đá đó con. Giờ con đâu có đập đá đâu mẹ. Chứ nữa là ơn chị rồi. Lại tham nữa rồi. Tới bụi tay rồi. Qua hậu bánh tráng. Bụi tay thôi, có chụp hình với chị Cát Thơ không nè? Chị xong có việc mình vậy. Ok. Đó. Lại 500 nước rồi, cô bé này thật là đáng đẹp. Không có tiền nữa luôn. Khoe tiền luôn, mọi người thấy khoe tiền chưa? Như vậy là đủ hiểu cô ra sao rồi nha cô bé. Thật là xéo sắc. Đây, gửi cho cô đây. Nè có cô ba cô bối cô gia đạo tình duyên không, chuyện về đường tương lai cái mặt khổ tâm lắm nè, cúng tâm tai đi 365.000 đi đây chú văn tiên cúng cho hai con rùa thả xong chơi biển nghe không. Không có cô bối phải không, thôi bà mặt bà khổ tâm lắm bà. Chị văn tiên bắt đầu có bối kìa. Có chị này nè, trời ơi tôi nghĩ là chú có bối mấy người đó. Đây cảm ơn nha, có thể đó là cho mình 40 đúng không? Đồng quá đồng luôn. Mọi người ơi, Na ngồi ở trong cái quán nước á, ở ngay cái chỗ mà chị Cát Thơi bán bánh tráng á, thì bây giờ Na đã mua được 2 bánh tráng rồi. Na sẽ mở ra ăn tại chỗ luôn. Đây. Hình chị Cát Thơi đây. Đó. Rồi. Bây giờ sẽ rửa tay trước khi ăn. Rửa tay đi bụi tay. Để tôi trộn bánh tráng cho ăn. Uống miếng nước đã. Ở đây là chương trình thực tế cho nên hơi ồn nha mọi người. Mọi người thông cảm giùm cho Minh nha. À, cho Nam nha. Rồi lâu tao xưng với mày mà Minh á thì tao lộn. À theo mà kinh nghiệm coi clip mấy bữa giờ á thì chị Cát Thi nói á là đúng không? Để xô ra là có cái những cái gì cái đã. Ở đây á là có bịch bánh tráng là chính. Xong rồi có bịch xoài. Bịch xoài với bịch rau răm, rất là dễ thương, rất là sạch sẽ luôn mọi người ơi. Sạch sẽ chuẩn luôn. Rồi đây là 4 cái trứng cút, 1 cái trứng gà. Mùi đẹp này nhỉ đó. Thì ở đây 2 phần thì là có 2 phần thôi. Bây giờ là trộn. Thì bình thường là sẽ lấy cái bịch này để trộn luôn nha mọi người. Chị Cát Thi chỉ lấy cái bịch này trộn ăn sẽ ngon. Giờ mình làm theo chị nha. Ở đây thì do là cái người á, ra vô hơi nhiều cho nên là sẽ hơi ồn. Thì nếu như mà Na sẽ ráng nói bự lên cho mọi người nghe nha. Nói bự quá người ta chửi chết luôn. Rồi. Rơi vãi tập vô. Sẽ bỏ xoài ra mọi người. Lột trứng mày ơi, lột trứng phụ mày ơi. Có làm thì mới có ăn nha. Làm nhẽm gì vậy ba? Trời ơi. Mình nói thiệt luôn nha mọi người, là chị là rất là có tâm trong cái việc mà buôn bán luôn á. Không những nói chuyện duyên mà còn rất là có tâm luôn. Là trứng á, là đã giặt sẵn rồi nha mọi người nha. Là trứng là đã có người mà giặt sẵn ra rồi, mình chỉ cần bóc lột bỏ vô thôi. Chứ không phải là thấy vậy rồi thấy bất tiện đâu, mà là giặt sẵn cái trứng này ra là mọi người thấy không, nó nứt sẵn rồi, Na không cần đập luôn. Đó, sau khi mà Na để vô rồi, giờ lấy đũa trộn lên. Quẩy như
đi trong ba nha. Thắc mắc cái đầu nữa nha. Hấp dẫn mọi người ơi. Bụi Tan ơi, khui cái đũa ra đi, mình ăn cùng ăn luôn. Quẩy đều lần thứ N nha, như đi trong ba luôn nha. Rồi ok. Rồi. Để tôi xô cái bịch bánh tráng ra cho mọi người xem. Một bịch trà bá lửa luôn thì 30.000 cũng xứng đáng hả mọi người ha. Một bịch trà bá lửa luôn coi như là ăn mà trừ cơm tối nay thì ăn bánh tráng trừ. Ôi trời ơi, còn có cái bịch hạnh phi nữa là má nội ơi. Lần đầu tiên ăn bánh tráng chị Cát Thi không biết. Này có bịch bánh, có bịch mỡ hành đó mọi người. Bây giờ bỏ vô cũng không muộn ha bạn tôi. Tiếp. Rồi, cái này là phải bóp nát trứng ra thì trộn lên ăn mới ngon nè mọi người. Bóp nát trứng gà nha, đừng có bóp nát trứng kia nha. Bây giờ mới nhận ra nữa. Sao đi hết bất ngờ này tới bất ngờ kia vậy? Bịch sao tới. Giờ bỏ vô cũng không muộn nha. Lần đầu tiên nha, thông cảm nha mọi người. Này review chân thật lắm, lần đầu tiên nên hơi bối rối. Đói lắm rồi đúng không? Rồi ăn đi. Trộn cực lực nè mọi người ơi, quay cực lực rồi bây giờ là ăn nè. Ở đây á, thấy cái trứng cút không? Nhìn cực phê luôn, nó sẽ ăn cái trứng cút chứ. Thank you.
thì theo Na thấy thì nó cũng xứng đáng đồng tiền mọi người. Thì cái bánh tráng thì rất là nhiều, nói chung đủ số lượng là một mình ăn thì nó hơi chắc là hơi nhiều, nhưng mà nếu mà hai người ăn thì rất là vui, với lại không có đánh nhau nha mọi người, không giành giật đánh nhau dẫn tới xô ngã chị em sức mẻ tình cảm nha mọi người nha. Nên là buổi tan ăn đi, buổi tan ăn nhiệt tình nha buổi tan. Cô nè ăn kính tức cả. Quá đỉnh con bà bảy. Ừ. Nó ăn nó quên rồi, nó quay vô bánh tráng không mọi người ơi. Nhỏ này. Bị ghiềm xe bên đất. Miếng trứng ngon mọi người. Lúc mọi người miếng nè. Lúc trong nhỏ quay. Lúc trong nhỏ quay đỡ. Thưởng thức ha mọi người. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Na nha. Bye bye.